Mời quý vị nghe hồi ký Nữ quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa Tác giả Trần Văn Hoa lạc giữa rừng gương Quân lực Việt Nam Cộng Hòa với cao điểm 1 triệu 100 ngàn quân Ngành nữ quân nhân cũng đã lớn mạnh chung của quân đội Với một quân số dù khiêm tốn so với nam quân nhân Theo ước đoán của người viết cũng xấp xỉ một sư đoàn Trên dưới 10.000 người Đây quả thật Người nữ quân nhân trong các đơn vị là những hoa lạc giữa rừng gương. Từ vùng hỏa tuyến, miền cao nguyên, duyên hải đến vùng đồng bằng miệt cuối mũi Cà Mau. Đâu đâu cũng có sự hiện diện của các nữ chiến binh, trong bộ quân phục tác chiến ở tiền phương hay bộ đồng phục màu xanh tại các đơn vị tham mưu, cơ sở trong mọi quân binh chủng và ngành chuyên môn của quân lực Việt Nam Cộng hòa. Trong buổi ban đầu, người nữ quân nhân quân lực Việt Nam Cộng hòa được gọi là nữ trợ tá hay nữ phụ tá khi quân đội quốc gia Việt Nam còn nằm trong khuôn khổ của Liên Hiệp Pháp. Người nữ phụ tá của quân đội Pháp cũng hiện diện trong các đoàn quân viễn chinh của quân đội Pháp tại Đông Dương từ năm năm tư trở về trước. Được trao trả chủ quyền lớn dần, chính quyền quốc gia lớn mạnh, quân đội quốc gia trưởng thành cũng là lúc ngành nữ phụ tá chính thức, được thành lập từ 5 năm năm hai, mà nhiều người gọi là PAS, chữ viết tắt của tiếng Pháp. Mới đầu, nữ quân nhân thường phục vụ trong ngành quân y và xã hội, và sau này quân đội hùng mạnh về mọi mặt, người nữ quân nhân cũng có mặt hầu hết trong các ngành, quân binh chủng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Trước 30 tháng 4 năm 75, công việc chính của đoàn nữ quân nhân là phục vụ tại các đơn vị tham mưu không tác chiến như thư ký, đã tự, chuyên viên. Trong các ngành chuyên môn như quân y, xã hội, truyền tin, thông dịch, người nữ quân nhân đóng một vai trò quan trọng trong guồng máy chung của quân đội muốn trở thành nữ quân nhân quân lực việt nam cộng hòa những thiếu nữ đến tuổi trưởng thành có trình độ học vấn tùy theo cấp bậc như binh sĩ hạ sĩ quan và sĩ quan tình nguyện đầu quân sau khi được khám nghiệm có đầy đủ sức khỏe người thiếu nữ ấy được đưa về huấn luyện căn bản quân sự như nam giới nhưng không chú trọng về tác chiến mà chú trọng về huấn nhục rèn luyện thân thể, quân phong quân kỹ để trở thành một nữ quân nhân khỏe mạnh, phục vụ đắc lực tại các đơn vị. Trường nữ quân nhân, trên đường Nguyễn Văn Thoại, giữa trường đua Phú Thọ và chợ Tân Bình. Trường nữ quân nhân do Trung tá Hồ Thị Vẽ, làm chỉ huy trưởng từ khi mới thành lập giữa thập niên 60, đến ngày quân đội tan tác. Một nữ quân nhân xuất thân từ trường nữ quân nhân, chưa có đủ chuyên môn để phục vụ các đơn vị nên thường phải trải qua một thời gian huấn luyện nữa, nhưng ngành quân y, học tiếp ở trường quân y để trở thành một y tá lành nghề. Trong các trường chuyên môn, người nữ quân nhân phải học chung với các nam quân nhân. Quân lực Việt Nam Cộng hòa chỉ có một quân trường chuyên đào tạo những nữ quân nhân xã hội từ hạ sĩ quan đến sĩ quan. Đó là trường xã hội quân đội thuộc cục xã hội, tổng cục chiến tranh chính trị, tọa lạc trong trại Lê Văn Duyệt nơi đặt bản doanh bộ tư lệnh biệt khu thủ đô nằm trên đường lê văn duyệt ngoài ra trường xã hội quân đội còn đào tạo huấn luyện những cô giáo nhà trẻ mẫu giáo để phục vụ tại trung tâm trường học ở khu gia binh do quân đội xây cất vị chỉ huy trưởng trường xã hội quân đội những năm sau cùng là cựu thiếu tá trần thị bích nga hiện định cư tại california ngành nữ quân nhân được gọi là đoàn nữ quân nhân quân lực việt nam cộng hòa trực thuộc bộ Tổng tham mưu. Trưởng đoàn nữ quân nhân đầu tiên là nữ đại tá Trần Cẩm Hương, ái nữ của kỹ sư Trần Văn Mẹo, tổng trưởng công chánh thời đệ nhất cộng hòa. Mỗi quân khu và quân binh chủng có phân đoàn nữ quân nhân, phân đoàn trưởng thường có cấp bậc là thiếu tá hoặc đại úy thâm niên. Trong quân lực Việt Nam Cộng hòa mới có một nữ đại tá, đó là đại tá Trần Cẩm Hương, bà xuất thân từ ngành nữ trợ tá xã hội tốt nghiệp cán sự xã hội. Ngành xã hội quân đội do phu nhân Trung tướng Nguyễn Văn Hình, Tổng tham mưu trưởng quân đội quốc gia Việt Nam lúc bấy giờ, khoảng 5 năm năm hai, đề nghị thành lập. Nữ đại tá Trần Cẩm Hương giải ngũ, vì đáo hạn tuổi vào đầu năm 75, và do lệnh bộ Tổng tham mưu bổ nhiệm, người kế vị trưởng đoàn nữ quân nhân là Trung tá Lưu Thị Huỳnh Mai về cấp bậc Trung tá, thâm niên quân vụ và cấp bậc có, Trung tá Nguyễn Thị Hằng đang ở Việt Nam, bà Hằng đang bị bệnh mất trí nhớ, từ Hòa Lan bà ở với con. Nay bà về Việt Nam chờ ngày ra đi để trọn tình với quê hương. Trung tá Hồ Thị Vẽ, kế đến là Trung tá Nguyễn Thị Hạnh Nhân, Trung tá Lưu Thị Huỳnh Mai. Thiếu tá có khoảng trên dưới 10 vị. Trần Văn Tiếp theo chương trình, mời quý vị nghe hồi ký. Nữ quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa phần 2 thành lập vào năm 65, văn phòng trưởng đoàn nữ quân nhân và trung tâm huấn luyện, đặt tại đường Nguyễn Văn Thoại, trước gọi là vùng rừng cao su, trước đài phát tuyến ngay trên ranh giới quận 10 và quận 11 Sài Gòn, nay là đường Lý Thường Kiệt. Ranh giới thiên nhiên nguyên là một hồ dài và hẹp từ trước ra cuối trung tâm, sau này được công binh Hoa Kỳ cho lắp bằng tráng nhựa làm mặt sân thêm rộng rãi. Trưởng đoàn nữ quân nhân kim chỉ huy trưởng trung tâm huấn luyện đầu tiên là thiếu tá Trần Cẩm Hương cho đến ngày 1 tháng 4 năm 75 nghỉ hưu đáo hạn tuổi, cấp bậc chị Mang là đại tá. Trưởng đoàn thứ hai và cuối cùng là chị Lưu Thị Huỳnh Mai, nguyên thiếu tá, phân đoàn trưởng nữ quân nhân cơ quan trung ương thuộc Bộ Tổng Tham Mưu, được thuyên chuyển về văn phòng trưởng đoàn thăng cấp trung tá từ ngày 1 tháng 1 năm 75, thay thế đại tá Trần Cẩm Hương từ ngày 1 tháng 4 năm 75. Trung tâm huấn luyện nữ quân nhân đảm nhận việc tuyển mộ phụ nữ từ 18 tuổi trở lên, tình nguyện gia nhập quân đội và huấn luyện căn bản quân sự, như về tổ chức quân đội, cơ bản thao diễn. Nhiệm vụ nữ quân nhân là không tác chiến, nên chỉ được học ít giờ làm quen với vũ khí do Trung tâm Huấn luyện quan Trung đảm nhận. Sau phần căn bản quân sự, tùy nhu cầu quân số do Bộ Tổng Tham mưu ấn định, khóa sinh tốt nghiệp sẽ được thụ huấn chuyên môn tại các trường tổng quản trị, trường quân y, trường hành chánh tài chánh, trường quân nhu, trường xã hội. Đến năm 66, việc tuyển mộ nữ quân nhân do các trung tâm tuyển mộ phụ trách và chuyển nữ tân binh đến trung tâm huấn luyện nữ quân nhân để trang bị và thụ huấn căn bản quân sự. Nữ quân nhân được tuyển theo bằng cấp. Trung học đệ nhất cấp và tú tài một được huấn luyện trở thành hạ sĩ quan trong quân đội, trung sĩ cho đến năm sau mới có khóa sĩ quan đầu tiên từ những hạ sĩ quan có bằng tú tài hoặc tuyển mộ mới. Cũng tùy theo nhu cầu quân số do bộ tổng tham mưu ấn định, việc tuyển mộ và huấn luyện được tiếp tục phát triển hàng năm. Đến năm 68, lệnh tăng quân số cho phép tuyển mộ thêm hàng binh sĩ, chỉ cần biết đọc biết viết và đầy đủ sức khỏe là được nhận tại các trung tâm tuyển mộ và sau đó được chuyển đến trường nữ quân nhân thời gian huấn luyện căn bản quân sự cũng được rút ngắn, còn trong vòng một tháng thay vì sáu tuần lễ như trước. Số binh sĩ này được sung vào ngành kiểm soát an ninh và tài xế, ưu tiên nhận các quả phụ tử sĩ. Năm 67, văn phòng trưởng đoàn được chuyển về Bộ Tổng Tham mưu, trực thuộc văn phòng tham mưu phó nhân viên, còn trung tâm huấn luyện trở thành trường nữ quân nhân trực thuộc Tổng cục Quân huấn như các trường và các trung tâm huấn luyện khác của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Trường huấn luyện trong 10 năm các khóa căn bản quân sự cho binh sĩ, hạ sĩ quan, không nhớ được mấy khóa tất ca. Riêng về sĩ quan thì được 7 khóa tốt nghiệp, và đến nửa chừng khóa 8 thì biến cố 30 tháng 4 xảy ra. Ngoài ra trường cũng huấn luyện thêm các khóa sau. Một khóa cho hạ sĩ quan nguyên là nữ phụ tá trước vốn chưa qua khóa căn bản quân sự nào từ ngày nhập ngũ. Bốn khóa căn bản sĩ quan cho nữ điều dưỡng không quân do bộ tư lệnh không quân gửi đến. Hai khóa căn bản sĩ quan cho nữ sĩ quan cảnh sát do bộ tư lệnh cảnh sát yêu cầu. Về quân phục của nữ quân nhân, thì từ năm 69 về sau quân phục là màu xanh da trời, lễ phục màu trắng đồng kiểu với quân phục màu xanh làm việc nhưng tay dài 3 phần 4. Quân phục nỉ màu xanh thẩm cho các vùng lạnh lễ phục khi xuất ngoại vẫn là workset kaki. Tất cả đều được phát một áo len đen dài tay để dùng khi trời trở lạnh, mặc ngoại quân phục xanh làm việc. Mũ không còn mẫu ca mà có kiểu như nữ chiêu ả y viên hàng không, màu xanh thẫm. Nữ quân nhân mang giày đen có gót cao 5 phân khi mặc quân phục làm việc hay lễ phục. Nữ quân nhân để tóc ngắn, không dài quá cổ áo. Thời gian thụ huấn tại trường khóa sinh phải mặc quân phục tác chiến, mũ vải, giày vải đen có cổ. Cuối tuần xuất trại chị em được mặc thường phục. Mỗi khóa sinh ngoài hai bộ quân phục tác chiến mặc khi thụ huấn, được may đo hai bộ quân phục xanh làm việc. Tại trường chị em được trang bị mũ, ví cầm tay màu đen, huy hiệu đoàn và một đôi giày đen gót cao 5 phân trước khi mãn khóa. Đoàn nữ quân nhân cũng được huấn luyện ở hải ngoại một số sĩ quan đã được đưa sang Hoa Kỳ để được thụ huấn trong các quân trường như khóa sĩ quan căn bản nữ quân nhân lục quân Hoa Kỳ, khóa sĩ quan cao cấp nữ quân nhân lục quân Hoa Kỳ, khóa dân sự vụ, khóa sĩ quan chiến tranh chính trị, các khóa về nhân viên, tuyển mộ, tổng quản trị. Riêng bốn khóa nữ điều dưỡng không quân, sau khi tốt nghiệp căn bản sĩ quan tại trường thì được Bộ Tư lệnh Không quân gửi đi thụ huấn nghiệp vụ tại Texas, Hoa Kỳ. Cuối cùng thì trong đoàn đã có năm hạ sĩ quan nguyên làm thông dịch viên quân đội, được đưa sang trường nữ quân nhân lục quân Hoa Kỳ để thụ huấn khóa sĩ quan căn bản. Khi về nước được thăng cấp chuẩn úy trước khi khóa một sĩ quan mãn khóa. Về tổ chức của đoàn gồm có Một văn phòng trưởng đoàn trực thuộc văn phòng tham mưu, phó nhân viên của bộ tổng tham mưu. Trường nữ quân nhân trực thuộc tổng cục quân huấn bộ tổng tham mưu các văn phòng phân đoàn trưởng quân đoàn, vùng chiến thuật trực thuộc các bộ tư lệnh. Các văn phòng phân đoàn trưởng không quân hải quân trực thuộc các bộ tư lệnh quân chủng. Các văn phòng chi đoàn trưởng trực thuộc bộ tư lệnh tiểu khu và quân chủng. Nữ quân nhân phục vụ tại các đơn vị quân binh chủng thuộc quân số các đơn vị ấy và chịu sự giám sát về quân phong quân kỹ của chi đoàn trưởng, phân đoàn trưởng liên hệ. Trước ngày 30 tháng 4, Quân số trên lý thuyết là 10.000 người và đã thực hiện được trên 6.000. Riêng về sĩ quan thì có khoảng 600 kể cả cấp chuẩn úy. Trên đây là những gì tôi nhớ và viết lại trong khoảng thời gian từ 65 cho đến 30 tháng tư tôi phục vụ liên tục tại trường. Tất nhiên là còn rất nhiều thiếu sót nên mong được sự bổ túc của chị em ở hải ngoại. Hồ Thị vẽ Phụ nữ trong quân ổ y với tinh thần trách nhiệm cao và óc sáng tạo nên bất cứ ở ngành nào, quân binh chủng nào, người, quân lực Việt Nam Cộng Hòa cũng đem hết khả năng để phục vụ nên đã có nhiều kinh nghiệm và đạt được nhiều thành quả tốt đẹp. Chúng tôi đã vươn lên sau 10 năm, 20 năm để có thể ngang bằng với các cấp chỉ huy nam quân nhân mà nhận lãnh nhiều trọng trách ở hậu phương. Nữ quân nhân chúng tôi đã có những chiến sĩ nhảy dù gan dạ, những chiến sĩ trong các ngành truyền tin tham mưu hay trong những nghề chuyên môn như y tá, nhà tá, dược tá, chuyên viên thí nghiệm, tiếp huyết và các nữ điều dưỡng trong quân đội cũng như những người mang đến tình thương giáo dục cho các cô nhi của tử sĩ. Chúng tôi chỉ thua nam giới trong lĩnh vực tác chiến vì quy chế của chúng tôi không ấn định. Cuộc đời binh nghiệp của chúng tôi đang bình yên, đang cùng nam giới xây dựng một quân đội hùng mạnh hậu phương và tiền tuyến cùng hoạt động nhịp nhàng thì có ai ngờ một ngày cuối tháng tư đen đã làm sụp đổ tất cả những gì đã gây dựng. Làm dở gian mọi chương trình và kế hoạch đang trên đà thăng tiến của quân lực Việt Nam Cộng Hòa nói riêng và cả một chính thể Việt Nam Cộng Hòa nói chung. Sau khi địch cưỡng chiếm miền Nam, ngoài một số ít các chị may mắn thoát được, di tản sang Hoa Kỳ, còn phần đông chị em bị kẹt lại đã bị địch lùa hết vào các trại tập trung cải tạo kể sao cho hết những nỗi ê chề đau khổ về tinh thần cũng như vật chất trong lao tù của địch chị em chúng tôi chịu đựng người hai đến ba năm kẻ bốn đến năm năm chỉ tội một mình chị cẩm hương người chị cả trong gia đình tuy tháng tư năm bảy lăm đã nghỉ hưu mà vẫn bị địch cầm tù đến mười năm trời khi được tha về một năm sau thì chị mất sau một cơn bạo bệnh chị em chúng tôi lần lượt được thả về đau đớn và chua xót làm sao khi nhà mình ở từ nhỏ đến giờ lại chỉ được ở với tư cách tạm trú và sau đó đều bị buộc phải đi vùng kinh tế mới của địch tuy nhiên nhiều chị em vẫn lì bám lấy ngôi nhà cũ mưu sinh nơi các chợ trời vì tên bị xóa trong sổ hộ khẩu thỉnh thoảng lại thấy một chị vắng mặt vài tuần sau lại nhận được tin từ mã lai nam dương phi luật tân thái lan của các chị ấy báo tin lành Tuy nhiên cũng có nhiều chị em không được may mắn như vậy. Có chị ra đi năm lần bảy lượt lại cũng về chốn cũ, có khi im hơi lặng tiếng luôn trong lòng đại dương, có khi bị bắt lại mắc vòng lao lý dâm 3 năm nữa. Nhưng chúng tôi vẫn không hề nản, cứ tiếp tục tìm cách ra đi cho đến ngày được tin chính phủ Hoa Kỳ can thiệp sẽ được ra đi trong các chương trình tị nạn. Nay thì gần 30 năm trôi qua, chị em chúng tôi những kẻ còn lại hầu hết đã sang được bến bờ tự do nhưng vẫn không thể nào quên được một chặng đường lịch sử hải hùng tiếp theo chương trình mời quý vị nghe hồi ký cuối đường tác giả vườn mộng long vinh quang một đời của người cầm quân là một món nợ nợ với tổ quốc với đồng bào và với thuộc cấp của mình 7 giờ sáng ngày 30 tháng 4 tôi dừng quân trên một tọa độ cách thủ đô Sài Gòn hơn hai chục cây số. Nơi đây là đoạn cuối của quốc lộ 1. Chỉ còn một quãng đường ngắn ngủi nữa thôi, quốc lộ 1 sẽ chấm dứt. Tối qua, 29 tháng 4 chúng tôi rút về tới Long Bình thì bộ chỉ huy liên đoàn 24 biệt động quân đã di chuyển đi đâu mất rồi. Tiểu đoàn 82 biệt động quân của tôi như con gà con lạc đàn. Tôi vào máy gọi liên đoàn 24 biệt động quân, gọi tiểu đoàn 81 biệt động quân, gọi tiểu đoàn 63 biệt động quân và gọi cả sư đoàn 18 bộ binh hải quân trên tần số riêng. Tần số nào cũng rối loạn. Tôi không bắt liên lạc được với ai. Nửa đêm, thình lình máy vô tuyến đưa lệnh, chẳng hiểu của giới chức nào, chỉ vắng tắt một câu. Các đơn vị cấp tốc rút về phòng thủ Sài Gòn, mờ sáng 30 tháng 4, chúng tôi bỏ Long Bình, rồi từng bước, rút về hướng thủ đô, để phòng thủ đô. Cuối cùng, lết bộ tới cầu hang, biên hòa, thì mỏi mệt quá, tôi cho quân dừng lại nghỉ. Trên quốc lộ 1, cách cầu hang chừng 200 mét, hơn 60 người lính sống sót cuối cùng của tiểu đoàn 82 biệt động quân bơ vơ. Vào giờ này, quân số tiểu đoàn 82 biệt động quân Bách Thắng của quân khu 2 còn lại chừng nửa đại đội, với bốn sĩ quan là tôi, thiếu tá Vương Mộng Long, thiếu úy Thủy, trung úy Trâm, chuẩn úy Thiều cùng hơn 60 binh sĩ. Ông đại úy Ngũ Văn Hoàng chết đêm 28 tháng 4. Trung úy đang mất tích. Thiếu úy Châu đi thụ huấn chưa về. Thiếu úy học, thiếu úy Hoàng vắng mặt từ chiều 27 tháng 4, trước khi tiểu đoàn vào vùng chuẩn úy gấm, chuẩn úy trung, hai ông chuẩn úy phước, Lê Văn Phước, Nguyễn Văn Phước, cùng trung úy phước, Trần Văn Phước, thất lạc trên đường rút lui từ hố Nai về Long Bình ngày hôm qua. Từ nửa khuya, những đơn vị đồn trú ở Long Bình đã bắt đầu theo cơ giới rút đi. Lúc tôi tới cầu hang thì những vị tu hành áo vàng của ngôi chùa bên kia lộ đang lên xe chạy về hướng Sài Gòn. Giờ này họ đã quay trở lại họ trở lại chùa, vào phòng, khóa chặt cổng ngoài. Có một điều lạ lùng, khác với những lần rút lui từ Quảng Đức và từ Long Khánh, đó là, trong lần rút bỏ biên hòa này, tôi không thấy dân chúng bồng bế nhau chạy theo quân đội. Chiếc xe nhà binh sau cùng di chuyển qua cầu hang đã khuất bóng từ lâu. Khoảng 8 giờ sáng thì không còn ai đi sau chúng tôi nữa. Sau lưng chúng tôi, thành phố Biên Hòa có lẽ đã rơi vào tay địch. Trước mắt chúng tôi là quốc lộ 1, dài mút mắt, hướng Sài Gòn. Cuối trời hướng Tây có từng cột khói đen cuồn cuộn bốc lên. Trong vài túp lá, quán cốc bên đường xe lửa, xác những người bạn nhảy dù chết cách đó một vài ngày còn nằm trên sạp tre. Họ đã hy sinh khi nhổ chốt địch để lấy lại đoạn đường quanh cầu hang. Tôi không còn tâm trí đâu mà lo chôn cất cho những người bạn đã kiêu dũng nằm xuống này chính tôi cũng không rõ số phận chúng tôi sẽ như thế nào trong vài giờ sắp tới. 10 giờ sáng 30 tháng 4, tôi thẫn thờ rời cái quán cốc bên đường. Chiếc xe jeep của thiếu tướng Lê Minh Đảo, tư lệnh sư đoàn 18 bộ binh đã khuất dạng nơi khúc quanh có vườn cây xanh, về hướng thủ đức. Tư lệnh đã quay lại tìm tôi, nhưng giây phút cuối cùng, chúng tôi không kịp gặp nhau. Vào giờ phút này, trên máy thu thanh. Ông Dương Văn Minh đang oang oang ra lệnh cho chúng tôi buông súng. Ông Dương Văn Minh gọi kẻ thù của chúng tôi là những người anh em. Chỉ trong vòng mấy tiếng đồng hồ, buổi sáng 30 tháng 4, cuộc chiến tranh Việt Nam 20 năm đi vào trang chót. Đứng trên đường tà vẹt, tôi bàng hoàng, ngỡ ngàng tự hỏi, có phải ta đang trong cơn ác mộng hay không? Sao chiến tranh lại có thể kết thúc một cách đột ngột, vô lý? và thê thảm như thế này. Chua xót thay, tôi không mơ. Tôi đang sống với thực tế phủ phàng. Thằng Y nia nắm chặt sợi dây ba chạc của tôi, nó khóc sướt mướt. Thiếu tá ơi, sao lại thế này, thiếu tá ơi? Từ chiếc máy PRC-25, trên lưng nó, trong tần số liên đoàn, có nhiều giọng đàm thoại lạ. Những hiệu đài không quen, gọi nhau, chửi thề, quát tháo, than vang. Trước mắt tôi, bên kia đường, lá cờ ngũ sắc trong sân chùa bay phất phới. Hai bên quốc lộ, những bộ rằng ri còn bố trí, thế tác chiến sẵn sàng. Những người lính biệt động đang chăm chú nhìn cấp chỉ huy của họ. Họ nhìn tôi với ánh mắt của những đứa con nhỏ đang nép mình trong lòng mẹ, vào những buổi ngoài trời giông bão, mịt mù sấm sét. Cảnh này quen thuộc lắm. Những khi tình hình nghiêm trọng, thuộc cấp của tôi thường chờ đợi quyết định của tôi với những cái nhìn kính cẩn, tin tưởng và thương yêu như thế này. Trong 10 năm chiến trận, đã có đôi lần tôi bị bỏ lại đằng sau. Đôi lần đơn vị tôi bị dồn vào tình trạng vô cùng nguy khốn, thập tử nhất sinh, nhưng thấy con chim đầu đàn còn hiện diện, những người lính dưới quyền tôi vẫn không siêu lòng, không bỏ vị trí. Nhưng sáng nay, trước mắt họ, người chỉ huy của họ đã trở thành một hình nhân, bất động. Thực sự, tôi không biết phải làm gì bây giờ. Radio chỉ có một chiều, tôi chỉ nghe được, không trả lời được, không hỏi lại được. Có ai cho tôi biết ông Dương Văn Minh lên chức tổng thống lúc nào đâu, tôi biết hỏi ai rằng ông tổng thống này là thiệt hay giả. Theo tôi biết, ông tướng này, sau khi giết cụ diệm để tím chức, đã bị các nhóm khác hất cẳng về vườn lâu rồi. Sau tự nhiên ông ta trở thành tổng thống Việt Nam Cộng hòa được nhỉ, sao một thường dân có thể lên làm tổng thống dễ dàng thế nhỉ, đùng một cái, sáng nay ông ta ra lệnh cho tôi buông súng. Đầu hàng, đầu hàng cách nào, đầu hàng ở đâu, đầu hàng với ai, giữa đồng không, tôi đứng chết trân. Mặt trời lên, thầy trò chúng tôi lặng lẽ nhìn nhau. Những bàn tay đen đuổi Bana, Gia Rai đưa lên quệt nước mắt. Hướng Tân Nguyên có tiếng trống múa lân nghe lớn dần. Tới cầu hang, đoàn múa lân quẹo phải, về tây. Tôi thấy một cán binh địch vai quàng AK, vác lá cờ mặt trận giải phóng miền Nam đi đầu, tiếp đó là cái đầu lân nhảy múa, rồi một đoàn người điên cuồng la hét, "Hoang hô, đã đảo, nối theo sau." Tiếng loa vang vang. "Hoang hô mặt trận giải phóng miền Nam." "Hoang hô, hoang hô!" tiếng loa và tiếng trống lân dập dồn theo gió. Lá cờ giải phóng khổng lồ, xanh đỏ, uốn éo trong gió. Tụi mi chọc giận ông phải không, chửi thề xong, ông hạ sĩ phi xả hết một dây đạn M60 về hướng đoàn múa lân. Chỉ là bắn dọa, đạn bay cao. Đoàn múa lân như ông vỡ tổ, chạy tán loạn. Chiếc đầu lân bị vứt chổng chơi giữa đường. Thằng địch vác cờ cũng quăng cờ, Bò lê bò càng tìm chỗ tránh đạn. Thôi ta đi, tôi ra lệnh cho những người lính cuối cùng của đơn vị. Mình đi đâu bây giờ, thiếu tá? Thiếu úy Thủy Băng khoan hỏi. Thì cứ đi về hướng Sài Gòn, tìm xem có ai ở đâu đó, mình nhập vào với họ. Tôi trả lời Thủy. Mà chính tôi cũng chẳng biết mình sẽ dẫn đơn vị đi về đâu, không mục tiêu, chúng tôi đi rất chậm. Chúng tôi đi được chừng nửa cây số thì đoàn múa lân lại tiếp tục theo sau lưng. Hà sĩ phi lại đổ quạo. Một dây đạn đại liên M60 lại quét ngược về đàn sau. Vẫn chỉ là bắn dọa. Đạn bay cao. Thằng địch phát cờ lại vội quăng cờ núp đạn. Cái đầu lân lại bị ném chỏng chơ trên mặt đường. Đoàn múa lân lại tán loạn chạy chết. Chúng tôi tiếp tục lê gót theo đường về hướng sài gòn cứ đi được vài trăm mét chúng tôi lại dừng chân nghỉ mệt có mục tiêu nào cho chúng tôi tìm tới đâu mà phải vội vàng khi đi ngang khu núi đá vôi bửu long thì thằng đon đưa ống nghe cho tôi có hai lẻ bảy gọi thái sơn tôi nghe tiếng trung tá hoàng kim thanh liên đoàn trưởng liên đoàn 2 trung ương biệt động quân thái sơn đây hai lẻ bảy anh cho hai chiếc xe tới đón chú và con cái về đường Sơn Quán. Các đơn vị đang tập trung ở đây chờ lệnh. Giọng anh Thanh vẫn bình tĩnh, từ tốn, không có vẻ gì là lo lắng. Nghe ba tiếng đường Sơn Quán, tôi chợt nhớ thời 7173, ở ban chỉ huy biệt động quân quân khu 2 có một biệt đội biên vụ, viễn thám, do tôi thành lập, huấn luyện và trực tiếp chỉ huy. Sáu toán biên vụ trang bị AK, dép trâu, nón tai bèo, xuôi ngược trên các tuyến đường, dọc theo biên giới Việt Miên Lào, trong căn cứ địa 609, 613, 701, 702, 740. Những cú nổ mình phá ống dẫn dầu, phá xe tải, bắt cóc cán binh, dọc trường Sơn Đông, phá ngầm 24 trên sông Xe Sang là một mối đe dọa kinh hoàng hàng ngày đối với địch. Chuyện chúng tôi xuất, nhập các mật khu, huấn khu địch, xảy ra như cơm bữa những tay súng dưới quyền tôi cũng yên hùng, ngang tàn như các hiệp sĩ trong phim Hồng Kông. Họ quen gọi tôi là anh hai. Bất cứ giờ nào, dù đang lội trong rừng gai mây hay trong rừng cam bốt, họ vẫn nghe được tiếng anh hai của họ từ một đỉnh núi cao nào gần đó. Thỉnh thoảng, anh hai lội rừng chung với họ để thi hành những nhiệm vụ gây go do quân đoàn hai giao phó. Tôi và họ thương nhau như anh em cùng mẹ, cùng cha khi cuốn phim Đường Sơn Đại Huynh được chiếu trên màn ảnh các trạp dịp kính, Diên Hồng, Thanh Bình, ở Pleiku, thì đàn em của tôi gán cho tôi biệt danh Đường Sơn Đại Huynh chỉ vì tôi có cái tên Long, trùng với tên ông Lý Tiểu Long, tài tử chính của phim này. Sau khi anh hai vào Pleime nhận tiểu đoàn 82 biệt động quân, đơn vị này bắt đầu đánh giặc với cái phong thái Đường Sơn, khiến quân thù vừa nghe tên đã khiếp vía. Tôi ở cao nguyên mút mùa, làm sao biết được ở Sài Gòn cũng có cái quán được đặt tên như trong phim Võ Hiệp của Tàu. Tôi mở miệng định hỏi anh thanh tọa độ của đường Sơn Quán thì mấy liên đoàn đã cúp. Tôi đành cho anh em ngừng lại bên đường, chờ đợi. Chừng nửa giờ sau, hai chiếc xe be từ hướng Thủ Đức chạy lên. Xe ngừng, ông tài xế ló đầu ra lớn tiếng hỏi. Có phải tiểu đoàn 82 biệt động quân đó không? Phải rồi, 82 đây. Lên xe đi, tôi chở các ông về đường Sơn Quán. Có ai ở đó không? Đông lắm, có lẽ các ông là những người tới sau cùng. Xe trở đầu, chúng tôi lên xe. Tôi, Trung Úy Trâm và thằng Đo ngồi trên cabin chiếc xe đi đầu. Chú Thủy và chú Thiều đi xe sau. Thành xe bè thấp hơn thành xe GMC, không có thế để đứng những người lính đành phải ngồi chồm hổm. Ông tài xế xe be, cười rất tươi. Hòa bình rồi, hòa bình rồi, hết đánh nhau rồi các anh ơi. Tôi là một người lính nhà nghề, nên dù cho hòa bình có ở ngay trước mắt, hiệu lệnh phản phục kích xe vẫn được tôi ân cần nhắc nhở cho thuộc cấp. Hai khẩu M60, một của hạ sĩ Phi, một của trung sĩ Tài, được đặt trên nóc buồng lái của hai chiếc xe be xe đang bon bon trên con lộ vắng thì khựng lại, bò từ từ. Trên mặt lộ, đàn xa, có người giang tay phất phất lá cờ nửa xanh, nửa đỏ, ra hiệu cho xe chạy chậm lại. Tới gần, tôi nhận ra một du kích, quân phục xanh, mũ tai bèo, dép trâu. Tên du kích cột lá cờ trên cánh tay phải, cờ phất lia, phất lịa. Tay trái nó dương họng khẩu AK-47 hướng vào đầu xe của tôi. Xe vừa ngừng thì hai bên đường có tiếng la Bắn, bắn Không cho đứa nào chạy thoát Rồi thì tiếng súng đủ loại rộ lên Những người lính Việt Nam cộng hòa trên hai chiếc xe bè vừa ngừng trên mặt quốc lộ trở thành những cái bia sống Hòa bình rồi Tại sao người ta nở đang tay giết chúng tôi khi chúng tôi đang trên đường về điểm tập trung để buông súng Choát, choát Tôi tối tăm mặt mũi vì loạt đạn bất ngờ. Tấm kiến che gió của chiếc xe tôi đang ngồi lãnh cả chục viên AK của loạt đạn đầu tiên. Mảnh thủy tinh văng rào rào trên đầu, cổ, mặt mũi tôi. Ông tài xế gục trên vô lăng. Thùng nước xe bể, hơi nước phun phì phì, che kín đầu xe. Tôi phóng nhanh xuống đường. Sau một cái lạng mình, tôi đã ở đằng sau thành xe. Tôi rút khẩu côn 45, vẫy một viên về hướng thằng du kích. Viên đạn trật mục tiêu. Một biệt động quân vừa nhảy khỏi xe, té trên mặt đường. Hình như anh ta bị trúng đạn, không ngồi dậy được. Tôi giật khẩu M16 trên tay anh. Đưa tao. Tôi kéo cơ bẩm. Đạn tuôn ra khỏi nòng. Tên du kích dãy dụ trên vũng máu. Lá cờ mặt trận phủ trên mình thằng du kích. Tôi ghét mũi súng về lề phải con đường, nơi hàng chục họng AK và B-40 đang đua nhau nã đạn vào hai chiếc xe bê Oanh! Một trái B-40 nổ ngay trước mặt tôi. Tôi cảm nhận rõ ràng nhiều mảnh B-40 và đá, sỏi đã ghim vào cẳng mình. Chủ nhân khẩu M-16 mà tôi đang sử dụng bị bay mất cái đầu. Máu từ cổ anh xịt thành vòi, phần thân thể còn lại của anh giựt giựt trên mặt lộ. Khẩu B40 cách tôi chỉ vài sải tay, ngay bên kia đường. Tôi nhắm đầu thằng xạ thủ B40 quạt một tràng M16. Ngón tay tôi tiếp tục siết cò. Địch đông lắm. Chúng đứng lố nhố trong vườn có những luống đậu, dây leo. Một băng đạn ri đại vào đây cũng có thể hạ gục cả chục tên chúng tôi không dự trù sẽ vướng vào một cuộc giao tranh vừa bất ngờ vừa điên cuồng này chúng tôi ở vào cái thế không biết xoay trở cách nào để phản công thôi đành liều mạng ai đang ở đâu nằm tại đó chống trả cũng may đêm qua ở long bình chúng tôi có cả kho đạn lận lưng cho ngày hôm nay đạn địch từ hai bên đường trước mặt tôi tưới như mưa vào những người lính còn đứng trên xe những thân hình rằng ri rơi rụng xuống mặt lộ. Có người chân vừa chạm đất, đã lăn ra chết. Có đôi người vừa nhảy ra khỏi sàn xe, còn lơ lửng trên không, tay đã bóp cò, nã đạn về hướng địch. Hầu như ai cũng lo bóp cò. Không ai để ý đến thân thể mình đã trúng thương nơi đâu. Hà sĩ Đinh Lít nằm nghiêng dưới gầm xe, tay trái anh đã trúng đạn, sùi lơ, tay phải ông cứng khẩu M16 anh nằm trên vũng máu, mặt anh tỉnh như không. Mặc cho đạn địch cài dày dặt xung quanh. Với một tay còn lại, anh liên tục bắn hết băng đạn này tới băng đạn khác. Lựu đạn miễn, lựu đạn nổ, lựu đạn cây, B40, M72, chớp nhòa, cành cành, choát choát, xuệt, xuệt. Hai bên đường địch vẫn tiếp tục ào ra. Xác địch đè lên nhau từng lớp, ngổn ngang canh canh, trên xe hạ sĩ phi vừa trải từng tràng M60 về phía quân thù, vừa la rú như người mất trí. Chết cũng chết, ông chết tội mi cũng chết. Trưa 30 tháng 4, trên đoạn cuối của quốc lộ 1, một, một cuộc hỗn chiến loạn đã xa bần đã diễn ra giữa Thanh Thiên, Bạch Nhật. Dân chúng tràn ra đường, xem hai bên đánh nhau. Có đôi ba người dân thường, liều mạng chạy vào khu giao tranh, mang vác những biệt động quân bị thương đem đi cứu cấp. Khẩu đại liên của trung sĩ tài trên xe thứ nhì đã được di chuyển xuống lề đường. Điều lạ là, hai phụ xạ thủ của tài lại là hai em bé trai, tuổi khoảng 12, 13. Như vậy có nghĩa là, người phụ xạ thủ và tải đạn của tài đã bị loại ra ngoài vòng chiến. Đạn nổ trên trời. Đạn bay qua. Đạn bay lại. Địch chết biệt động quân chết. Dân chúng cũng chết, những người lính biệt động cuối cùng của Plei me vùng 2, ruột đổ lòng thòng vẫn ôm súng bắn như khùng, như điên. Hết đạn, những con cọp dãy chết đành dùng tất cả những gì cha mẹ ban cho để tự vệ, nắm đấm, gót chân, đầu gối, khuỷu tay và cả răng cũng được sử dụng. Trong phút giây tuyệt vọng, những chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa lăn xả vào địch, la hét, vật lộn, đấm đá, cào cấu, cắn xé. Binh nhất Liêu Chí Cường, gốc chợ lớn, trước khi chết, còn cố ông cứng một thằng địch để cắn vào mặt nó. Tôi biết chắc người đó là chú Cường, vì cái khăn len xanh cố hữu, bốn mùa cuốn trên cổ chú, cái khăn của người tình phụ. Tôi đã bắn hết số đạn mang theo trên lưng người lính nằm chết dưới chân tôi. Tôi vừa rướng người, Mua quào được một băng M16 trên sàn xe thì đạn 12 ly 7 của địch từ xa ào ào bắn tới. Có tiếng trung úy trầm thét lên, bên hồng trái xe. Thái Sơn ơi, hình như tăng tới. Làm gì có tăng, chỉ có 12 ly 7 thôi. Đạn phòng không của địch quét sát mặt đường nhựa, tóe lửa khi nổ lần thứ hai. Những viên 12 ly 7 nổ đúc, hai lần, chui qua thân người bị đạn hất thân mình người đó lên khỏi mặt đất, đục những lỗ to như bàn tay trên thân thể nạn nhân. Trên mặt lộ là cả chục xác biệt động quân không toàn thây. Khẩu M60 của Hạ Sĩ Phi đã gãy nát. Hạ Sĩ Phi vỡ ốc. Hạ Sĩ Đinh Lít cũng vỡ ốc. Sáu bánh xe be xẹp lép. Chiếc xe nằm bẹp xuống mặt đường. Trên sàn xe, trên mặt lộ, chỗ nào cũng ngập máu. Máu động thành vũng, máu chảy tràn xuống ruộng. Bên tôi không còn khẩu M16 nào hoạt động. Những biệt động quân đi trên xe thứ nhất có lẽ đã chết gần hết. Những người đi trên xe thứ nhì đang là mục tiêu cho khẩu 12 ly 7. Tôi thấy họ rút vào ruộng mía bên phải quốc lộ. Đám dân đứng xem đánh nhau, bị trúng đạn cũng nhiều. Súng của tôi lại hết đạn rồi. Tôi trường ra giữa đường để nhặt khẩu AK và dây đạn của tên du kích. Khẩu đại liên của trung sĩ Tài đã gãy làm đôi. Hai em bé tải đạn cho Tài đều chết vì trúng đạn 12 ly 7. Trung sĩ Tài đang lăn lộn trên vũng máu. Tôi lăn mình vài vòng, tới bên Tài. Tài nhìn tôi, theo thào. Chạy đi ông thầy. Tôi định xốc Tài lên để dìu anh vào lề đường thì hai mắt anh đã lạc đạn bay xém bên mình tôi, nổ toan toát, trên mặt lộ. Chợt ai đó nắm sợi dây ba chạc sau lưng tôi, lôi tôi chạy về bờ ruộng bên trái quốc lộ. Anh em chết hết rồi. Chạy đi, thầy ơi, đó là tiếng Trung úy trâm. Toát toát chiếu chiếu, đạn địch đuổi theo. Tôi cắm đầu chạy. Chạy được một đổi thì tôi đuối sức, lão đảo. Trâm bèn ghé vai, vác tôi lên lưng. Trăm khỏe như một đô vật Trăm cổng tôi nhanh chân lẫn vào rặng dừa bên trái lộ hết vạt dừa Trăm đặt tôi xuống đất chúng tôi lội trên mảnh ruộng vừa gặt xong chân tôi vướng gốc trạ. tôi ngã bổ nhào trên mặt ruộng trên mặt ruộng có những đồ chơi của trẻ con vương vải đó đây một con búp bê bằng nhựa một cái xe hơi bằng nhựa những chén bát nhỏ tí cũng bằng nhựa màu mè xanh đỏ. Tôi chợt nhớ tới gia đình vợ con tôi ngoài ban mê thuộc. Chắc vợ con tôi đã chết hết. Tôi nghĩ tới đất nước tôi. Đất nước tôi đã mất. Đơn vị tôi đã tan tác. Một phút bất thần, phẫn uất, tôi rú lên như con thú. Ông trời ơi! Tôi rút khẩu súng côn tra, kê nòng súng vào mang tay mình, bóp cò bàn tay như sắt nguội của trung úy trăm phạt ngang một cú ca ra te. Viên đạn bay lên trời. Khẩu côn văng trên mặt ruộng. Trâm ơi, làm ơn, cho anh chết Trâm ơi. Nước mắt giàn dùa, tôi thất vọng, vang lơn. Chẳng nói chẳng rằng, trung úy trăm lầm lì, sốc vai tôi bước đi. Ngoài lộ vẫn còn lát đát tiếng đạn bắn qua, bắn lại và tiếng lựu đạn nổ trâm lột sợi dây ba chạc của tôi của anh mũ sắt của tôi của anh vứt trên một gò mã trâm từng bước dìu tôi về hướng xóm làng gần đó giờ đó tôi như con sinh yếu đuối mặc cho chú trâm tha lôi đi đâu thì đi chúng tôi vừa đụng đầu một con lộ đất thì một nông dân đạp xe tới chặn đường ông thiếu tá bị thương hả thói quen ngược đời đi trận tôi thường đeo lon trắng về nhà tôi lại đeo lon đen người dân đã nhìn thấy cặp lon trắng của tôi ông cụ có vẻ động lòng ông trung úy lấy xe này đưa thiếu tá chạy đi luẩn quẩn ở đây lâu không tốt đâu cám ơn cụ trâm lanh tay nhận chiếc xe đạp thồ từ tay người dân tốt bụng con lộ đất dẫn tới một văn phòng hội đồng xã cửa đóng khóa ngoài rồi con lộ đất dẫn vào một ngôi nhà thờ xứ đạo trong sân nhà thờ, lỗ nhố nhiều người đang tập trung. Một cái rờ móc xe GMC chất đầy súng ống nằm ngay giữa sân. Đó đây, từng đống quân trang, quân phục Việt Nam Cộng Hòa vừa bị cởi bỏ. Trâm dựng cái xe đạp ngay giữa sân. Chú đứng quan sát một phút, rồi thở dài. Cởi quân phục vứt đi thì chỉ còn cái áo may ô với cái quần xà lõn. Mình làm sao đây, Thái Sơn? Tôi rờ rẫm những khẩu M16 trên chiếc rờ móc lên đạn. Dựng khẩu súng thẳng đứng. Đưa nòng súng vào dưới căm. Lách ngón chân vào cò súng. Nhấn ngón chân xuống. Thế là xong, tôi đang suy nghĩ, sắp thử một cú tự giải thoát nữa, thì chú trăm vang lên. Thầy ơi, thôi đi thầy ơi, đừng bỏ em, thầy ơi. Trung úy trăm ông chặt vai tôi, khóc nức nở như một đứa bé thầy trò tôi ôm nhau những người đứng gần đó bị nỗi đau đớn chung lôi cuốn cũng ôm mặt khóc theo như giữa đám ma cả một khu sân nhà thờ xứ đạo vang lên tiếng khóc một đám ma không có người chết mà những người đang đứng đây chẳng có họ hàng gì với nhau nhìn nhau ôm nhau cầm tay nhau chúng tôi khóc vui một thanh niên cưỡi chiếc Honda 90 từ hướng quốc lộ một phóng tới. Anh kè sát bên tôi, nói nhỏ. Thiếu tá lên xe, em chở đi trốn. Trâm đẩy tôi lên yên sau xe, chú leo lên theo. Chúng nó chết nhiều lắm, chúng nó bắt được mấy anh lính bị thương, tra khảo họ xem cấp chỉ huy của họ là ai, đâu rồi, họ khai có ông thiếu tá, chắc chết rồi. Chúng kiểm soát chết không có xác thiếu tá. Chúng đang túa đi lùng. Em sẽ đưa thiếu tá đi giấu. Không để cho chúng nó bắt. Xe chạy trong đường làng quanh có một đổi thì ngừng. Anh thanh niên dựng xe, đập cửa một căn nhà gỗ, mái dừa. Mẹ ơi, con đây, hãy đây, mẹ mở cửa cho con. Cánh cửa hé mở, một bà già, tiếng bắt di cư. Đánh nhau, Súng nổ ầm ầm mà mày cứ nhân nhân ra đường. Về nhà đóng cửa lại cho tao đỡ lo. Vâng con về ngay. Mẹ cho con gửi hai anh này. Có ai hỏi, mẹ cứ nhận là hai con của mẹ. Anh cả, anh hai đi lính vắng nhà lâu rồi, chồng xóm không nhớ mặt đâu. Mẹ làm ơn, làm phúc. Con đi một chút nữa con về ngay. Mẹ đừng lo bà mẹ nhìn tôi và trâm, bà biết ngay hai đứa chúng tôi là sĩ quan quân lực việt nam cộng hòa đang bị truy đuổi. bà cụ không dài dòng hỏi han, cụ đưa tay chỉ cho tôi cái tủ đứng góc nhà. hai đứa lấy quần áo si vin của thằng hải mà mặc vào ngay đi, đưa quần áo nhà binh cho tao đi giấu, thoáng chốc, tôi và trâm thành hai anh dân sự. bà cụ đã chôn hai bộ rằn ri dưới bùn ruộng muốn sau nhà. trước sân anh thanh niên con bà cụ đang bơm lóc xe. Tôi và Trâm ngồi uống nước vối nóng, nghe ngóng động tỉnh. Chợt, ngoài đường có tiếng đối đáp. Anh kia, anh có thấy hai thằng lính trạng riêng ngụy chạy qua đây không? Một giọng nghệ tỉnh gặn hỏi. Có, chúng nó chạy thẳng sang hướng Thủ Đức. Đấy, con đường quẹo phải, chỗ cây dường nghiêng. Tên địch chỉ huy liếc mắt vào trong nhà thấy tôi và trâm nó hỏi trống không chứ hai anh kia làm chi rứa anh cả và anh hai của tôi đó hãy nhanh miệng thưa ông hai thằng con tôi đi lính ngoại miền trung tụi nó mới đào ngủ về nhà được mấy tuần xóm này ai cũng biết bà cụ phân trần thằng địch hết nghi quay sang đồng bọn nó ra lệnh nhanh lên đuổi theo chúng nó nhanh lên hướng cây dường nhiên đừng cho chúng nó chạy thoát các đồng chí cẩn thận đấy tụi nó có súng rồi tiếng chân người huỳnh huỵch chạy đi xa dần bà già lấy khoai lang luộc đưa cho chúng tôi ăn đỡ lòng anh hãy rồ mấy xe nửa giờ sau anh trở về thiếu tá đi được rồi quân của chúng nó đi hết rồi hai con có còn tiền để đi xe về quê không nếu không mẹ cho bà cụ ân cần. Cảm ơn bác. Chúng cháu còn tiền đây. Chúng cháu mới lãnh lương. Mãi lo đánh nhau, chưa tiêu đồng nào. Tôi cảm động nói không nên lời. Bà già nhìn chúng tôi, ánh mắt bà chứa ẩn một tấm tình thương xót bao la. Thưa mẹ con đi. Anh đi nhé hải, cảm ơn mẹ và em vô cùng. Lần đầu tôi gọi một người không sinh ra tôi là mẹ tôi gọi bà là mẹ không ngại ngùng như thể bà đã là mẹ tôi đã sinh ra tôi tôi và chú trâm bước ra vườn sau theo bờ ruộng rau muống leo lên con lộ đá đi về hướng thủ đức tôi biết sau lưng tôi mẹ và chú hải còn trông theo hai đứa tôi nhanh chân nhập vào dòng người hướng về thủ đức chợt sau lưng tôi có tiếng gọi thái sơn ơi trâm ơi thì ra người gọi chúng tôi là thiếu úy trần văn thủy ba thầy trò tôi không dám lớn tiếng hỏi han nhau về những gì đã trải qua. Chúng tôi đi như những người dân chạy loạn đang tìm đường về nhà, sau khi im tiếng súng. Chúng tôi vào Thủ Đức. Nhà cửa đóng kín mít. Vài chiếc xe cảnh sát cháy dở dang. Vài tiệm buôn bị đốt phá. Trong phố đã xảy ra cướp bóc, hôi của. Cổng trung tâm cải huấn Thủ Đức mở toan. Sân nhà lao vắng tanh tội phạm mới ra khỏi khám đang lộng hành. Nhiều người Tây mang băng đỏ chở nhau trên Honda, trên xe pho cảnh sát. Xe chạy nhanh như bay, qua lại nhiều lần trên đường phố. Tới chợ Thủ Đức, chúng tôi may mắn đón được chiếc xe lam chạy đường Thủ Đức, thì nghe, giá 600 đồng một người. Chiếc xe lam bò y ạch vì quá tải. Xe chúng tôi qua mặt từng đoàn người bận quần đùi, áo thun, chân đất, đang chen vai nhau, đi về hướng thủ đô. Tôi nhận ra, trong đoàn người áo thun, quần xà lõn đang đi dưới đường, có thiếu tá Nguyễn Hữu Tài, tiểu đoàn phó tiểu đoàn 81 biệt động quân. Có lẽ anh ta cởi bỏ quân phục nơi đường Sơn Quán. Còn cách ngã ba xa lộ đại hàng chừng hơn trăm mét, chúng tôi phải xuống xe đi bộ vòng qua một khu ao cá và ruộng nước bên trái quốc lộ, vì giữa đường có một chiếc tăng T5 trung ương đang cháy có vài cán binh địch ông a ca chặn không cho bộ hành và xe cộ qua lại đoạn đường này lội hết vạt ruộng thì thầy trò tôi tới xa lộ đại hàng. lúc này trên xa lộ tăng tê nằm trung ương và xe chuyển quân của địch đang đối đuôi nhau hướng về sài gòn sau khi quốc bộ một đổi chúng tôi tới cây cầu đúc qua cầu chúng tôi lẫn trong biển người xuôi ngược chúng tôi về tới thị nghè thì mặt trời xế bóng Giữa cầu thì nghe là một chiếc M41 Đức Xích vì B40. Chiếc chiến xa nằm bẹp, bụng xe đè sát mặt cầu. Trên pháo tháp, có vết máu đã khô, nhưng không thấy xác người chết. Bên cạnh đó, vương vải vài bộ quân phục Việt Nam Cộng Hòa, dây đạn, nón sắt, ba lô. Tôi không dám về nhà mẹ tôi, sợ trong lúc tình hình lộn xộn, chồng xóm biết mình là sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa sinh chuyện không hay để hai người đàn em chờ trên cầu tôi đi kiếm nhà người quen xin cho chúng tôi tá túc nhà anh bạn nguyễn gia hân của tôi nằm ngay chân cầu bạn tôi là sĩ quan cảnh sát trưởng đoàn phòng vệ tòa đại sứ hoa kỳ nhà khóa cửa có lẽ gia đình bạn tôi đã di tản rồi tôi trở lại cùng trâm và thủy qua cầu chúng tôi tiếp tục đi bây giờ trong phố, người qua lại nườm nượp. Bên lề đường, sát tường rào sở thú, những người đi hôi của đang bày bán đủ thứ, chăn màn, quần áo, chén bát, sách truyện, tranh ảnh, rượu bia. Quên đời, chỉ còn cách uống rượu. 500 đồng một chai Hennessy. Ba thầy trò tôi kẹp nách mỗi người một chai. Tôi vẫy tay chận một chiếc xích lô máy để vào chợ lớn, về nhà trung úy Trần Văn Phước vừa có nơi lạ để nghỉ qua đêm, xóm giềng không biết mình là ai, vừa tìm xem chú Phước còn hay mất. Chiều rồi, nhưng nhà chú Phước còn mở cửa. Trước nhà là cái bản hiệu chim tinh gia trần cẩm, chuyên bói bài, coi chỉ tay, đoán vận mệnh. Bác cẩm là thân sinh của chú Phước. Xe ngừng, tôi vừa bước xuống đất thì Phước từ trong nhà ào ra ôm chậm lấy tôi. Ôi, anh hai, anh hai, mừng quá, anh hai ơi, thì ra trong cuộc lui binh dưới mưa pháo ngày 29 tháng 4, Phước bị tụt lại đằng sau, mất liên lạc với tiểu đoàn. Phước không biết chúng tôi rẽ vào Long Bình. Phước đi thẳng một lèo, theo xa lộ về tới Sài Gòn. Đêm 30 tháng 4 bốn anh em tôi ngồi bên nhau, cạn ba chai rượu. Chú Thủy cho tôi biết rằng, ngay đợt tấn kích đầu của địch, chiếc xe thứ nhì đã bị thương và chết khá nhiều. Nhiều biệt động quân bị thương đã được dân chúng di tản đi cứu cấp. Thiếu úy Thủy đã cố gắng mở một mũi bọc không phải để giải tỏa áp lực địch nhưng không thành công vì địch quá đông. Đến lúc khẩu phòng 012 ly 7 của địch tham chiến thì Thủy cho anh em phân tán chạy vào nhà dân. Sau đó Thủy được dân chúng cưu mang, cho quần áo cải trang rút chạy. Chú Thủy nói, hình như chú Thiều bị thương ngay từ phút đầu, không rõ số mệnh ra sao. Sáng mồng 1 tháng 5 1975, tôi cho Thủy và trăm một số tiền để làm lộ phí về quê. Từ dạo ấy, anh em chúng tôi không còn dịp gặp lại nhau nữa. Thời gian trôi, 13 năm sau, cũng vào ngày 30 tháng 4, đầu làng, cuối xóm, rợp bóng cờ đỏ sao vàng. Nơi nơi, loa vang vang, bài ca mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh. Có một anh người Bắc, tuổi lững lơ, nửa già, nửa trẻ, đạp xe thồ, đều theo một cái giỏ, đi rào bán cá khô trong khu ngoại ô thủ đức. Tới căn nhà gỗ, mái dừa, anh bán cá khô vừa mở miệng hỏi thăm, một bà người xứ quảng đã mau mắn trả lời. Đi rồi, bán nhà, vượt biên. Năm sáu năm rồi. Xin cảm ơn bà. Xin cảm ơn trời, anh người bắt mừng rỡ. Bà chủ nhà nghệt mặt dương mắt nhìn anh chăm chăm mà chẳng hiểu ý anh. Anh bán cá khô lên xe, đạp từ từ theo con lộ đất. Xe tới cổng nhà thờ. Gác chuông lặng câm. Sân nhà thờ vắng ngắt. Trên thánh giá, chú cúi đầu. Không biết chú có còn nhận ra anh không? Qua văn phòng ủy ban nhân dân xã, đến quốc lộ 1, anh quẹo phải, ngừng lại bên đường ngồi nghỉ nơi đây chỉ cách đường sơn quán vài cây số. Cũng ngày này, 13 năm trước, các chiến sĩ của tiểu đoàn 82 biệt động quân đã tả sung hữu đột trong trận đánh đẫm máu bi hùng cuối cùng. Những người nằm xuống đã sang thế giới bên kia trong quân phục tràng ri, với cái huy hiệu đầu beo, phía trên phù hiệu đó là một bệt tím có chữ số 82 màu vàng. Trưa nay, có lẽ dân chúng trong vùng còn nhớ tới họ, nên cắm vội bên đường đôi bó nhang, hương khói anh bán cá khô ngồi xẹp trên lề cỏ rưng rưng các chú tha lỗi cho anh hai bên quốc lộ là rừng bạch đàn những cây bạch đàn lớn lên từ lòng đất từng thấm đẫm máu của những anh hùng thờ lê me hình như trong gió thoảng như ru có tiếng ai thiết tha não nụ thầy ơi chạy đi thầy ơi ngồi bên bìa rừng đôi mắt đường sơn đại huynh đẫm lệ Hồi ký của Vương Mộng Long, khóa 2